Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Cứ ăn 5 loại rau này cải thiện thị lực hiệu quả, tốt gấp vạn lần thuốc bổ đắt tiền. Mắt mờ mắt kém đến đâu cũng sáng rực trở lại. Nhắc tới rau củ quả thì đúng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người đúng không nào? Và đặc biệt nó còn được ví như liều thuốc tự nhiên giúp bồi bổ mắt và cải thiện thị lực. Thế nhưng không phải ai cũng biết hết tất cả các loại rau củ quả tốt cho mắt. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ gửi tới bạn danh sách 5 loại rau củ quả được mệnh danh là nữ hoàng hồi sinh đôi mắt. Mắt mờ mắt kém đến mấy cũng sáng rực trở lại. Vậy cụ thể nó là loại rau nào mà lại tốt cho mắt đến như thế? Cách chế biến các món ăn này ra sao thì xin mời bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đó là ớt chuông, một siêu phẩm cực kỳ tốt cho mắt. Nguyên liệu đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là ớt chuông. Bạn sẽ cần sử dụng số lượng tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình mình. Mình sử dụng 2 quả, một quả ớt vàng và một quả ớt đỏ như thế này. Bạn hãy chuẩn bị một tô nước, thêm vào đó là một thìa baking soda, hòa tan, sau đó rửa phần ớt chuông này trong nước baking soda. Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C, một trong những yếu tố rất quan trọng giúp cho thị lực luôn luôn khỏe mạnh. Hơn nữa, nó còn được biết đến là rất tốt cho các mạch máu ở trong mắt. Lutein và zeaxanthin là những sắc tố carotenoid bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi các tác hại của ánh sáng xanh, giúp cải thiện thị lực, chống lại các phản ứng oxy hóa gây tổn thương võng mạc mắt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì zeaxanthin chứa nhiều trong ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng và nhiều nhất là ở trong ớt chuông xanh. Theo khuyến cáo thì một người nên hấp thụ 2mg zeaxanthin mỗi ngày. Bên cạnh đó, một khẩu phần ăn ớt chuông đỏ cũng cung cấp khoảng 75% nhu cầu vitamin A cần thiết để tăng cường thị lực, giúp nhìn rõ hơn vào ban đêm và ngăn ngừa chứng quáng gà. Cắt hai đầu của ớt chuông, sau đó loại bỏ phần hạt của ớt ở phía trong như thế này. Thái thành những miếng dọc có độ dày từ 1,5 đến 2cm, tùy theo sở thích. Ớt chuông còn được biết đến với tác dụng ngăn ngừa thiếu máu. Do trong ớt chuông có chứa một lượng sắt rất dồi dào giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt của cơ thể. Bên cạnh đó thì nó còn cung cấp đến 300% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C vừa là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt ở ruột. Thứ ba, rất tốt cho tim mạch. Ớt chuông có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa và ngăn chặn các tác động của các gốc tự do làm tổn thương các tế bào của cơ thể. Chúng còn có tác dụng làm giảm mức cholesterol xấu trong máu, tránh nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường type 2, đột quỵ hay ung thư. Và đây là toàn bộ phần ớt chuông mình có, mình sẽ để sang một bên. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị 5 cái nấm hương, ngâm 15 phút sau đó rửa sạch và thái nhỏ. Nấm hương là loại nấm phổ biến nhất trên thế giới và loại nấm này có hương vị rất thơm ngon và nhiều lợi ích cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, kháng khuẩn và đẹp da. Và đây là toàn bộ phần nấm hương mình có, mình sẽ để sang một bên. Và dưới đây là một vài gia vị sẽ chuẩn bị cho món ăn này. Các bạn sẽ cho toàn bộ vào một cái tô và hòa tan tất cả phần nguyên liệu như thế này. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo, thêm vào đó là dầu ô liu. Cho nấm hương vào và xào trong 3 phút với lửa nhỏ. Sau đó cho toàn bộ phần gia vị vào. Và cho phần ớt chuông vào và xào ở trên bếp trong khoảng thời gian 3 phút là phần ớt chuông sẽ chín. Bạn còn nhớ phương pháp nấu lâu lửa nhỏ mà mình đã từng chia sẻ hay không? Hãy để lửa thật nhỏ nhé. Bạn bày ra đĩa và thưởng thức. Món ăn này thì mỗi tuần các bạn có thể ăn từ 2 đến 3 bữa, nên ăn vào bữa tối để thay thế cho cơm hay các loại thịt là tốt nhất. Các tác giả nghiên cứu khuyến nghị rằng tốt nhất là bữa tối chúng ta nên ăn thực phẩm,
có nguồn gốc từ thực vật kết hợp với một số loại ngũ cốc nguyên cám, chất béo không bão hòa, sẽ giảm được 10% nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Thứ hai, rau muống. Sự lựa chọn hoàn hảo cho đôi mắt sáng khỏe. Bạn sẽ cần chuẩn bị một nắm rau muống như thế này. Tùy thuộc vào số lượng người trong gia đình mà các bạn có thể sử dụng nhiều hơn hay ít hơn tùy ý. Rau muống được biết đến với tác dụng rất đặc biệt, đó là hỗ trợ điều trị thiếu máu. Bạn sẽ ngắt riêng phần lá non của rau muống ra như thế này nhé. Hàm lượng chất sắt có trong rau muống rất dồi dào. Ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu, giúp phụ nữ mang thai bổ sung đầy đủ chất sắt. Nó còn được biết đến với tác dụng trị bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu tại trường Đại học Kelantan do tiến sĩ Malalavihan phụ trách đã cho thấy khả năng làm giảm lượng đường huyết ở trong máu ở những con chuột bị tiểu đường khi ăn rau muống sống trong khoảng thời gian 1 tuần. Và đối với các bệnh nhân tiểu đường type 2 khi được điều trị bằng dịch chiết xuất từ rau muống, mức đường huyết trung bình giảm tới 29,4%. Đây là một con số rất ấn tượng với những ai đang mắc chứng bệnh này. Thứ ba, đó là bảo vệ sức khỏe cho tim mạch. Rau muống có chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và chúng cũng rất giàu vitamin A, vitamin C, beta-carotene. Đây là những chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do trong cơ thể. Từ đó làm giảm mức cholesterol toàn phần, tránh hình thành các mảng lipid lắng đọng trên thành mạch gây xơ vữa động mạch vành. Và folate có trong rau muống sẽ giúp chuyển đổi hormone satin là một phân tử bao gồm 20 amino acid. Việc chuyển đổi như thế này sẽ hạn chế nồng độ hormone satin ở trong máu tăng cao, giảm nguy cơ tạo thành các cơn đau tim hoặc đột quỵ. Magie cũng là một khoáng chất rất có ích ở trong rau muống giúp làm giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một tô nước và rửa thật sạch phần rau muống này nhé. Rau muống được biết đến với tác dụng điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Trong rau muống bao gồm 13 hợp chất chống oxy hóa khác nhau, thích hợp để phòng ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú hay ung thư da. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một nồi nước, sau đó cho phần rau muống vào và đặt lên bếp. Bạn sẽ đun sôi trong khoảng thời gian 3 phút là được. Khi đun, các bạn mở vung để giữ được màu xanh cho lá rau và giữ được nhiều nhất giá trị dinh dưỡng của loại rau này. Và đây là một trong những loại thực phẩm rất có lợi cho mắt. Trong rau muống rất giàu carotenoid, vitamin A và lutein, những dưỡng chất này cần thiết giúp bảo vệ đôi mắt được khỏe mạnh. Nó cũng làm tăng nồng độ glutathione, hợp chất đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Và nó là một trong các loại thực phẩm giúp cơ thể của bạn tăng cường hệ thống miễn dịch. Ăn rau muống thường xuyên sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, thúc đẩy xương phát triển, góp phần tăng cường sức khỏe bằng cách trung hòa và loại bỏ các độc tố. Bây giờ các bạn sẽ vớt riêng sang một tô nước lạnh. Và để sang một bên nhé. Nguyên liệu tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là tỏi. Bạn sẽ cần chuẩn bị 4 tép tỏi như thế này. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Dưới đây là một vài gia vị mà các bạn sẽ cần chuẩn bị cho công thức này. Hòa tất cả vào một cái tô. Sau đó để sang một bên. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo cho một chút dầu ô liu vào, phi tỏi thật vàng. Các bạn sẽ cho toàn bộ sốt vào chảo và đun sôi. Bây giờ các bạn sẽ cho rau vào và đảo thêm từ 30 giây đến 1 phút là được.
Vậy là mình đã hoàn thành xong món này, các bạn chỉ cần cho ra đĩa và thưởng thức nó. Đây là một trong những món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, lại có thể thêm vào danh sách các món ăn trong ngày mà bạn có thể tham khảo. Bạn có còn cách chế biến nào khác với rau muống hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Món ăn này các bạn có thể ăn vào buổi trưa hoặc buổi tối đều được. Tuy nhiên để dễ ngủ và ngủ sâu giấc tốt cho sức khỏe thì bữa tối các bạn nên ăn những đồ ăn nhẹ có nguồn gốc từ thực vật. Chế độ ăn như thế này là một phương pháp góp phần giúp cho bạn tăng cường sức khỏe của tim mạch, từ đó ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim. Sở dĩ việc ăn chay có thể giảm được mức cholesterol xấu, cholesterol toàn phần và triglycerides, những nhân tố hàng đầu gây ra các vấn đề về tim mạch. Nước luộc rau muống các bạn hãy để lại và thêm vào nước cốt chanh như thế này. Bạn sẽ có được một tô nước luộc vừa ngon vừa tốt cho hệ thống tiêu hóa. Một cách rất đơn giản giúp cơ thể thải bỏ độc tố của hệ tiêu hóa. Tuy có nhiều giá trị tốt cho sức khỏe, tuy nhiên khi chúng ta sử dụng loại rau này thì có một vài đối tượng sau không nên sử dụng. Thứ nhất, đó là những người bị gút hoặc sỏi thận. Trong thành phần của rau muống có chứa các acid oxalic. Chất này gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự ức chế hấp thu canxi và kẽm, còn dễ hình thành và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến hình thành sỏi thận và khiến cho sỏi càng ngày càng to và trầm trọng hơn. Thứ hai, đó là những người đang bị vết thương mềm. Đối với những người đang bị vết thương mềm rất dễ để lại sẹo, nên ăn rau muống cùng với thịt bò trong thời gian này sẽ làm cho kích thích tăng sinh tế bào gây ra hiện tượng sẹo lồi ở trên da. Thứ ba, với những người đang mắc chứng bệnh xương khớp thì việc ăn rau muống sẽ khiến cho chỗ đau càng thêm tê nhức. Thứ ba đó chính là rau dền. Bạn có thích sử dụng rau dền cho những ngày hè nắng nóng như thế này hay không? Không những nó rất ngon mà còn bổ dưỡng. Rau dền có rất nhiều loại như là rau dền đỏ, rau dền xanh hay rau dền cơm. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cả hai loại rau dền, đó là rau dền xanh và rau dền đỏ. Nó được biết đến với tác dụng là cải thiện chất lượng xương khớp. Với thành phần khoáng chất trong rau dền khá phong phú và đặc biệt có lợi cho sức khỏe, trong đó là hàm lượng canxi chiếm tỷ trọng khá cao và có thể cao hơn so với các loại rau khác. Theo các nghiên cứu cho thấy hàm lượng canxi trong rau dền cao gấp 3 lần so với rau cải bó xôi và cao gấp 2 lần so với sữa. Vì thế đây là một trong những loại rau siêu thực phẩm có vai trò đặc biệt giúp tăng cường độ cứng của xương, đồng thời giảm thiểu nguy cơ loãng xương và các bệnh lý liên quan đến thiếu canxi. Và nó còn được biết đến với chức năng là cải thiện tình trạng viêm. Một vài nghiên cứu gần đây đã đưa ra được những dẫn chứng về chuỗi peptide có trong rau dền, có tác dụng làm giảm tình trạng viêm, sưng. Nó còn có một vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do tấn công vào các tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Và nó đem lại rất nhiều các lợi ích cho các bệnh nhân đái tháo đường. Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp duy trì mức đường huyết ở trong máu, từ đó giúp cho bệnh nhân đái tháo đường có thể kiểm soát tình trạng bệnh đái tháo đường tốt hơn. Hơn nữa, loại rau này còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mức đường huyết cũng như cholesterol ở trong máu như chứng thừa cân, béo phì. Bây giờ các bạn sẽ đem toàn bộ phần rau dền này đi rửa sạch. Và rau dền cũng là một trong những loại thực phẩm giúp cải thiện dấu hiệu thiếu máu do thiếu sắt. Với thành phần dinh dưỡng sắt rất phong phú thì rau dền đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc gia tăng lượng hemoglobin và các tế bào hồng cầu giúp giảm thiểu tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Và nó còn được biết đến với chức năng là cải thiện chất lượng hệ tiêu hóa với hàm lượng chất xơ lớn và cao gấp 3 lần so với lúa mì. Do đó mà khi bạn sử dụng rau dền thường xuyên thì nó có thể giúp bạn cải thiện chất lượng hệ tiêu hóa, đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón. Và đây là toàn bộ phần rau dền mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm 4 củ tỏi như thế này, sau đó đem băm nhỏ. Tỏi hoạt động như một loại kháng sinh tự nhiên mà không có tác dụng phụ với cơ thể. Hoạt chất chính có trong nó đó chính là allicin và daily sulfide. Hợp chất sulfur có trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm. Đây là một trong những loại gia vị nhà bếp rất tốt cho tim mạch. Do trong tỏi có chứa sulfur kích thích sản sinh oxit nitric giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, làm giảm huyết áp và ổn định huyết áp.
giảm nguy cơ đột quỵ và xơ vữa động mạch. Và tỏi còn được biết đến với chức năng đó là kiểm soát đường huyết. Việc sử dụng tỏi thường xuyên giúp làm giảm hormone satin, một nguyên nhân dẫn đến bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình 2 tép tỏi nữa, sau đó thái thành những lát mỏng nhé. Tỏi được biết đến với tác dụng là ngăn ngừa ung thư. Hoạt chất camphorol có trong tỏi có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, đặc biệt là ung thư. Một số nghiên cứu trong ống nghiệm đã cho thấy camphorol có trong tỏi có thể giúp phòng chống bệnh ung thư bằng cách giảm viêm, tiêu diệt các tế bào ung thư và ngăn chặn các tế bào này di căn. Và các nghiên cứu ở người cũng cho thấy là những ai sử dụng thường xuyên các loại gia vị từ hành, tỏi có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày tới 46%, một con số cực kỳ lớn. Và ngoài ra thì các loại hành tỏi cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có. Mình sẽ cho vào một cái đĩa như thế này. Bây giờ hãy chuẩn bị thêm một chút giấm nhé. Ở đây thì mình sử dụng giấm táo. Việc ăn tỏi lên men thường xuyên và đúng cách sẽ giúp hạ mỡ máu và làm giảm cholesterol ở trong máu, duy trì chúng ở mức hợp lý, đồng thời làm tăng lượng cholesterol tốt HDL có ích cho cơ thể. Và mình sẽ ngâm phần tỏi trong giấm táo như thế này trong khoảng thời gian 15 phút. Và dưới đây là một vài gia vị sẽ cần chuẩn bị cho món ăn này. Bạn hãy đem hòa tan toàn bộ phần gia vị này nhé. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái chảo, cho dầu vào chảo, sau đó bật bếp và làm nóng chảo. Khi dầu đã nóng như thế này thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần tỏi vào và phi thơm. Khi các bạn thấy phần tỏi dậy mùi thơm như thế này và chuyển sang màu hơi hung vàng thì sẽ cho toàn bộ phần sốt vào nhé. Đun sôi, sau đó cho rau dền vào. Các bạn hãy nấu theo phương pháp nấu lâu lửa nhỏ mà mình đã từng chia sẻ nhé. Và đậy vung lại nấu trong thời gian 3 phút. Theo tiến sĩ John Dewar chia sẻ rằng, một bí quyết lớn của việc nấu ăn đó chính là nấu thức ăn với lửa nhỏ. Dù việc nấu ăn như vậy cần nhiều thời gian hơn, nhưng khoa học ngày nay đã xác nhận ra rằng giá trị của phương pháp này cực kỳ lớn. Nấu ăn nhỏ lửa đảm bảo rằng thức ăn không bao giờ bị nấu quá chín. Do vậy nó giữ lại được các chất dinh dưỡng, đồng thời làm cho thức ăn dễ tiêu hóa hơn và hấp thụ dễ hơn. Kỹ thuật nấu thức ăn ở lửa nhỏ cũng thể hiện qua việc chế biến các loại thảo dược và làm cho chúng có giá trị dược liệu cao hơn. Sau khi đã nấu được 3 phút như thế này, các bạn hãy tắt bếp và món ăn này đã hoàn thành rồi, các bạn hãy cho ra đĩa và thưởng thức nó thôi. Với một món ăn ngon như thế này, đảm bảo là ai cũng thích là ăn rất nhiều đây, nhưng mà mỗi tuần các bạn chỉ nên sử dụng từ 2 đến 3 bữa trên một tuần như thế này thôi nhé. Và nên thường xuyên đảo các loại rau trong một tuần để đảm bảo được hàm lượng dinh dưỡng và các loại vitamin được hấp thu là nhiều nhất với cơ thể. Tuy rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn được rau dền. Và dưới đây là những người được khuyến cáo là không nên ăn rau dền. Có 3 đối tượng sau đây nên hạn chế việc ăn rau dền vì nó gây ra các tác hại đối với sức khỏe. Thứ nhất, đó là những người đang bị tiêu chảy. Với những người bị bệnh tiêu chảy mãn tính, lạnh bụng thì không nên ăn nhiều rau dền vì đây là loại rau có tính mát, do đó có thể làm cho bệnh tình trở nên nặng thêm. Thứ hai, đó là những người đang bị chứng viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hay sỏi thận. Trong rau dền có chứa một hàm lượng lớn axit oxalic. Hợp chất này ức chế việc hấp thụ canxi, kẽm và là nguyên nhân tạo thành sỏi oxalat. Vậy nên rau dền không phải là thực phẩm phù hợp cho những người đang bị chứng viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hoặc là bệnh sỏi thận. Thứ ba, đó là đối tượng cơ thể tính hàn, phụ nữ đang mang thai. Với các bệnh nhân tiêu chảy mãn tính, người đi ngoài lỏng, phụ nữ đang mang thai, hư hàn thì cần đặc biệt chú ý khi ăn rau dền vì tính mát của chúng cực mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của người dùng. Chính vì vậy mà nhóm đối tượng này các bạn chỉ được nên ăn một lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Thứ tư đó chính là mồng tơi. Đây cũng là một loại rau rất phổ biến trong mùa hè này. Bạn có thể lựa chọn số lượng tùy ý theo khẩu phần ăn của gia đình mình. Hãy chuẩn bị một tô nước và đem rửa sạch phần rau này nhé. Loại rau này có chứa rất nhiều các vitamin khoáng chất, bao gồm như vitamin A, vitamin C, vitamin K,
axit folic, kali, canxi, sắt, magie. Và đặc biệt, mồng tơi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như là flavonoid, carotenoid, giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do và nguy cơ ung thư. Theo đông y thì mồng tơi có tính hàn, vị chua, tán nhiệt, bổ huyết, lợi tiểu, giải độc, đẹp da, rất thích hợp để giải nhiệt trong các mùa nắng nóng như thế này. Bạn sẽ ngắt riêng phần lá rau mồng tơi ra như thế này nhé. Theo Tây y thì ở trong mồng tơi còn có chứa chất nhầy pectin rất quý giá. Chất này có tác dụng phòng và chữa trị nhiều bệnh. Và mồng tơi được biết đến với tác dụng đó là rất tốt cho tim mạch. Do nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid, có tác dụng ngăn ngừa những tổn thương tế bào và chống lại sự lão hóa của tim mạch. Và bên trong mồng tơi có chứa axit folic, có tác dụng bảo vệ tim mạch và giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Và ngoài ra thì mồng tơi chứa các khoáng chất thiết yếu, chẳng hạn như kẽm, magie, natri, kali, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của tim. Và khi bạn sử dụng thường xuyên rau mồng tơi, nó sẽ giúp cho bạn tăng cường được hệ thống miễn dịch. Do trong mồng tơi có chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A, vitamin C cũng như vitamin E. Đây đều là những chất dinh dưỡng có thể giúp cơ thể của bạn tăng cường hệ thống miễn dịch. Kết hợp thêm mồng tơi và chế độ ăn uống lành mạnh, bạn có thể giúp cơ thể chống viêm và tăng cường sức đề kháng. Và đây là một trong những loại rau giúp cho bạn cải thiện thị lực rất hiệu quả. Ăn rau mồng tơi thường xuyên sẽ giúp cho mắt của bạn được hỗ trợ để trở nên khỏe mạnh hơn do có chứa nhiều vitamin A. Vitamin A là một chất dinh dưỡng rất quan trọng cho mắt, giúp bảo vệ mắt của bạn khỏi các bệnh về mắt, đặc biệt là thoái hóa điểm vàng. Và ngoài ra thì vitamin A cũng có tác dụng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, phát triển xương và tăng cường chức năng của da. Và đây là toàn bộ phần rau mồng tơi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm vài cái nấm hương như thế này. Nếu như các bạn có nấm hương tươi thì hãy sử dụng nấm hương tươi nhé. Đem ngâm trước với nước, sau đó thái nhỏ. Và đây là toàn bộ phần nấm hương mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Mồng tơi có tính âm nên khi chế biến món ăn này thì cần được kết hợp với các gia vị có tính dương để cân bằng năng lượng nạp vào cơ thể, thì món ăn đó sẽ tăng thêm phần giá trị và lợi ích cho sức khỏe. Chính vì vậy mà trong công thức ngày hôm nay mình sẽ chuẩn bị thêm tỏi, 4 tép tỏi cho công thức này. Các bạn hãy băm nhỏ nó ra nhé. Tỏi có chứa allicin, protein, lipid, carbohydrate và các vitamin nhóm B như là vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin PP và các khoáng chất như là canxi, phosphor, sắt. Nó có tác dụng rất tích cực trong việc kháng khuẩn và chống viêm, chống đông máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch, trợ tim, lợi niệu, hạ mỡ máu, giải độc, chống ung thư, giải cholesterol và nó có khả năng giết 60 loại nấm độc, đồng thời làm phát triển 20 loại vi khuẩn có ích đối với phụ nữ. Nếu như các bạn sử dụng được tỏi tươi thì mỗi ngày các bạn nên ăn từ 1 đến 2 tép tỏi, rất tốt cho sức khỏe. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Và dưới đây là một vài gia vị mà bạn sẽ cần chuẩn bị cho công thức này. Cho toàn bộ gia vị vào tô và hòa tan nó nhé. Bây giờ hãy chuẩn bị một cái chảo lớn, cho toàn bộ phần dầu ăn vào, làm nóng chảo, sau đó cho tỏi vào phi vàng. Khi tỏi vàng lên rồi, các bạn thêm vào đó là nấm hương. Cho toàn bộ phần sốt vào.
và mồng tơi. Bây giờ các bạn hãy đậy nắp lại và nấu lửa thật nhỏ trong khoảng thời gian 3 phút. Bạn còn nhớ phương pháp nấu lâu lửa nhỏ mình đã chia sẻ tới các bạn hay không? Đây là một trong các phương pháp giúp giữ được nhiều nhất các chất dinh dưỡng có trong các loại thực phẩm, thực vật. Sau khi các bạn đã nấu được 3 phút như thế này rồi thì các bạn hãy đảo đều, sau đó tắt bếp nhé. Cho toàn bộ phần rau ra đĩa và thưởng thức món ăn này. Nếu bạn đang là một người cần điều trị các bệnh lý thì đây là một trong những loại rau mà bạn nên thêm vào trong chế độ dinh dưỡng của mình. Và khi chúng ta đang có rất nhiều các bệnh lý trong cơ thể thì hãy áp dụng từ 7 đến 10 ngày ăn thuần chay. Đây là một trong các phương pháp hỗ trợ hồi phục các bệnh lý, giúp chữa lành các vết thương trong cơ thể cực kỳ hiệu quả. Và mỗi tuần các bạn chỉ nên ăn từ 2 đến 3 bữa rau mồng tơi như thế này. Các bạn còn phương pháp chế biến nào với rau mồng tơi hay không? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần comment của video này để mọi người cùng được biết nhé. Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe, nhưng những người sau đây tuyệt đối không nên ăn món ăn này. Thứ nhất, đó là những người đang mắc chứng bệnh sỏi thận. Rau mồng tơi có chứa nhiều purin, hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. Thứ hai, đó là những người đau dạ dày. Hàm lượng lớn chất xơ có trong rau mồng tơi có thể khiến cho dạ dày của bạn bị khó chịu khi ăn quá nhiều. Chính vì vậy mà nếu như bạn đang bị đau dạ dày thì chúng ta chỉ nên ăn với số lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều nhé. Thứ ba, người đang bị tiêu chảy hay đại tiện lỏng. Dân gian thường sử dụng rau mồng tơi ăn cho mát và phòng chống táo bón. Do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng, chính vì những đặc tính rất hiệu quả như thế này mà những người đang bị tiêu chảy hay đại tiện lỏng thì không nên sử dụng. Và thứ năm, đó chính là cà rốt. Bạn đã từng sử dụng cà rốt cho các món ăn của mình hay chưa? Bạn cần 1kg cà rốt cho công thức này. Cà rốt mình trồng nhỏ hơn, mua ở ngoài một chút xíu nên cần nhiều củ hơn. Cà rốt là một loại thực phẩm rất ít calo nhưng có chứa nhiều chất dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và cân bằng lượng đường huyết. Cà rốt cũng như các loại rau khác như bông cải xanh, súp lơ trắng là những loại rau không hề chứa tinh bột. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, rau không chứa tinh bột là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Chất xơ và chất chống oxy hóa trong cà rốt giúp cải thiện quá trình chuyển hóa glucose khi mắc bệnh tiểu đường. Và nghiên cứu cho thấy cà rốt có rất nhiều lợi ích tiềm năng dành riêng cho người mắc bệnh tiểu đường. Bạn hãy loại bỏ phần lá và bây giờ hãy đem rửa thật sạch với nước các bạn nhé. Cà rốt rất giàu dinh dưỡng và giàu các dưỡng chất chống ung thư. Nó có chứa hàm lượng vitamin A, alpha-carotene, beta-carotene tự nhiên nhiều hơn bất cứ thực phẩm nào trên trái đất. Sau khi bạn rửa sạch thì chúng ta sẽ cân nó nhé. Như đã nói ở phần đầu, chúng ta sẽ cần 1kg cho công thức này. Sau khi bạn cân xong thì bạn sẽ cắt cà rốt thành những khoanh nhỏ để tiện cho việc ép lấy nước các bạn nhé. Cà rốt rất giàu vitamin B6, vitamin B và đóng một vai trò cực kỳ quan trọng ở nhiều lĩnh vực khác nhau của một quá trình trao đổi chất. Nghiên cứu cho thấy sự thiếu hụt vitamin B1 và vitamin B6 thường gặp ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Nó có chứa hàm lượng vitamin K, vitamin E và nhiều khoáng chất bao gồm natri, kali, canxi, magie, sắt, các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid như là lycopene, lutein. Tất cả các dưỡng chất này kết hợp lại nuôi dưỡng các tế bào khỏe mạnh ở trong bạn, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Nó có chứa ít calo và lý tưởng cho việc ăn kiêng. Nó đặc biệt thích hợp cho các bệnh nhân tiểu đường và những người có cholesterol và chất béo trung tính ở trong máu cao. Nó là một phương thuốc tự nhiên không thể chối cãi cho bệnh nhân tiểu đường. Và đây là toàn bộ thành phẩm cà rốt mình thu được. Các bạn để sang một bên nhé. Và thành phần thứ hai trong công thức này đó chính là cam. Bạn có thể mua chúng ở siêu thị, cam xanh hay cam vàng hoặc bất cứ loại cam nào bạn có sẵn. Bạn cần 8 quả cam cho công thức này. Bạn cắt đôi quả cam.
Với đặc tính giàu chất xơ, ít đường, nhiều vitamin C và B1, cam có khả năng kiểm soát lượng đường ở trong máu rất hiệu quả. Trong nước cam có chứa một hàm lượng chất xơ rất lớn, vitamin, folate và một loại các chất chống oxy hóa mạnh. Trong cam có chứa các cái khoáng chất như là canxi, phosphor, sắt, kẽm, tốt cho cơ thể, giúp điều hòa huyết áp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước cam có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bởi nó có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu. Do trong cam có chứa pectin, một loại chất xơ giúp giảm cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường. Sau khi mà các bạn cắt cam xong thì bạn cần chuẩn bị một máy vắt cam nhé, hoặc là các bạn vắt bằng tay để lấy được cái phần nước cam. Trong cam có chứa các chất như là flavonoid, vitamin và khoáng chất giúp giảm viêm và stress oxy hóa, cải thiện độ nhạy của insulin ở những người bị tiểu đường, từ đó điều hòa đường huyết cũng như giảm nguy cơ phát triển tổn thương của các cơ quan trong cơ thể do đường huyết cao. Và nó còn có tác dụng làm tăng đề kháng và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Và đây là toàn bộ phần nước cam mình thu được. Nguyên liệu thứ ba bạn cần cho công thức này đó chính là gừng. 15g là đủ cho công thức này. Bạn dùng thìa để cạo bỏ phần vỏ gừng. Gừng được biết đến là một loại thảo dược được sử dụng rất lâu để ngăn ngừa và kiểm soát nhiều bệnh tật, bao gồm cả bệnh đái tháo đường. Nó giúp làm giảm nồng độ đường huyết, giúp cho người bệnh đái tháo đường kiểm soát được đường huyết tốt hơn, cải thiện nồng độ insulin trong cơ thể, giúp thúc đẩy tuyến tụy sản sinh nhiều insulin hơn, giúp cơ thể chuyển hóa đường và giảm các triệu chứng đái tháo đường. Bạn rửa sạch sau đó thái thành các lát mỏng nhé. Một nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng bảo vệ của gừng, tương tự như metformin, một loại thuốc được sử dụng rộng rãi cho bệnh nhân đái tháo đường. Gừng giúp ngăn ngừa sự thoái hóa của các tế bào thận và các tổn thương đối với thận do glucose cao trong cơ thể. Bây giờ thì bạn sử dụng một máy ép để chúng ta ép phần cà rốt và gừng nhé. Và đây là một thức uống giúp bạn kiểm soát lượng đường ở trong máu, cholesterol cao và chất béo trung tính ở trong máu rất hiệu quả. Sau khi mà các bạn ép xong thì các bạn trộn phần nước cam và phần nước ép cà rốt. Chúng ta đều một hỗn hợp rất tốt cho cơ thể. Mỗi ngày thì bạn cần sử dụng 350ml là đủ sau khi ăn 1 tiếng và dùng liên tục trong 3 tuần, bạn sẽ thấy tình trạng tiểu đường của bạn được kiểm soát rất đáng kể. Hãy kiên trì với nó và nó sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu. Và khi bạn đối diện với bất cứ bệnh tật nào thì mình chỉ muốn truyền tới bạn một nguồn cảm hứng và bạn hãy tin vào khả năng tự chữa lành của các sản phẩm thiên nhiên như thế này. Bên cạnh đó, bạn hãy thiết kế một chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng bệnh của bạn nhé. Dưới đây là một vài thực phẩm gợi ý cho các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, ví dụ như là cá béo. Cá béo là một trong các loại thực phẩm tốt cho người bị tiểu đường và nó cực kỳ lành mạnh. Và nhóm cá béo này thì bao gồm cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi, cá trích đều là những nguồn cung cấp axit béo omega 3 như DHA và EPA cực kỳ tốt cho tim mạch của mình. Thực phẩm thứ hai đó chính là trứng. Trứng là một thực phẩm cực tốt cho người tiểu đường. Nó có khả năng làm giảm thiểu các tác nhân gây bệnh tim, thúc đẩy chức năng kiểm soát mức đường huyết trong cơ thể. Loại thứ ba đó chính là rau lá xanh. Các loại rau lá xanh là một trong các thực phẩm cho người bị bệnh tiểu đường kiểm soát tốt đường huyết. Chúng không chỉ bổ dưỡng mà còn ít calo và tinh bột đường, giúp bạn hạn chế được việc tăng đường huyết trong cơ thể. Tiếp theo, nguyên liệu tiếp theo mình muốn nói đến ở đây đó chính là nghệ. Cái thành phần curcumin trong nghệ có thể làm giảm viêm nhiễm, mức đường huyết và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hơn nữa, curcumin cũng có nhiều tác động tốt đối với bệnh thận ở người bị tiểu đường. Đó là một vài thực phẩm gợi ý cho bạn khi mắc bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó thì các bạn đừng quên kết hợp với một chế độ vận động, luyện tập thể dục thể thao để tăng cường trao đổi chất và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Mỗi ngày thì bạn nên tập luyện ít nhất 30 phút